Và Vinh xin chào các bạn nha, vẫn là Vinh quen thuộc đây, vẫn là một khung cảnh quen thuộc. Và hôm nay thứ mà Vinh muốn gửi đến cho các bạn chính là một chiếc SH nè. Và chiếc SH này đến đây là để thay những linh kiện bên trong nồi. Lý do phải thay linh kiện bên trong nồi là gì? Vinh sẽ giới thiệu với các bạn sau đây. Rồi, và theo như chiếc xe này thì Vinh không biết là lần trước chủ xe đến đây là để bảo dưỡng hay là do là đã sửa chữa bên ngoài và có những đóng góp từ bên ngoài mà anh đã quyết định đến với shop hai bánh là để thay dây cu ro cũng như là bi. Rất cảm ơn sự tin tưởng của anh dành cho shop hai bánh đó. Và đây là những cái sản phẩm này là anh yêu cầu thay cho bộ nồi của chiếc xe mình, và Vinh sẽ thử đánh giá lại những cái chi tiết như là dây cu ro và bi tháo từ bên trong xe ra nha. Rồi, như tình trạng của sợi dây cu ro này nè, đã bị rạn nứt rất là nhiều. Nếu rạn nứt như thế này mà chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng thì sau một thời gian nữa phần cao su này có thể bị đứt ra luôn. Đứt dây cu ro thì đồng nghĩa với giống như là xe máy của chúng ta bị súc sên vậy đó, không có còn được vận hành được nữa. Còn đối với bi thì sao nè? Đó, bi thì các bạn sẽ thấy nóng nè, đã bị xước, bị móp bi nè, các chi tiết bi đều đã bị móp. Nếu mà bị bóp như thế này thì xe của chúng ta sẽ xảy ra tình trạng là bị rung lắc ở ga đầu. Nếu mà xe các bạn nào mà bị cái tình trạng là rung lắc ở cái ga đầu thì chúng ta nên kiểm tra cái chi tiết bi này. Đó, hầu như là 6 bi đều bị cái tình trạng là bị móp hết. Rồi, còn đối với những cái dòng sản phẩm này, đây là tất cả các linh kiện chính hãng của Honda luôn, các bạn có thể thấy nè, tem. Và với hai cái dòng sản phẩm chính hãng này thì dây cu ro của Honda thì sẽ có giá là 850.000 đồng. Còn bi dành của Honda dành cho SH nè, BCX thì sẽ có giá là 160.000 đồng. Và khi tháo bộ nồi ra kiểm tra lại một lần nữa thì anh thợ lại phát hiện ra thêm một vấn đề, đó chính là phần cao su trượt ở cái phần nồi trước nè đã bị hư, rất là dễ tháo ra. Và sau khi báo khách thì anh khách đã quyết định thay cho mình một cái bộ cao su trượt mới luôn. Và bộ cao su trượt chính hãng này có giá là 50.000 đồng. Và đây là phần cao su trượt của xe nè. Đó, anh thấy rất là dễ rớt ra ngoài. Và khi phần cao su trượt mà bị cái tình trạng này là phần nồi trước của chúng ta rất là dễ gây tiếng ồn. Còn đây là phần cao su trượt mới, mình sẽ gắn vào thử cho các bạn xem. Đó, gắn vào rất là khó mà giật ra rất là nặng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gáp phần cao su trượt này vào bên trong và gáp hết tất cả các linh kiện còn lại vào trong xe nha. Và chúng ta đã hoàn thành cái công đoạn gáp những cái món phụ tùng chính hãng vào bên trong xe rồi. Bây giờ chiếc xe đã có thể vận hành êm ái và tuổi thọ của bộ nồi sẽ được tăng lên rất là nhiều. Sẵn tiện nói về những cái chi tiết bên trong bộ nồi, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn những chi tiết khác như là chuông bố nè, những bộ phận chính hãng dành cho nồi được bán tại shop hai bánh. Và ở chi tiết của bộ nồi không chỉ có cao su trượt, dây cu ro và bi thôi đâu, mà tại shop hai bánh còn có các linh kiện khác dành cho nồi, và tất cả đều là hàng chính hãng hết nha các bạn. Như là cái phần nắp đằng sau của cánh quạt nè, hoặc là chuông đó. Tất cả những dòng sản phẩm này đều là đồ chính hãng hết. Khi mà các bạn đến với shop hai bánh để sử dụng combo bảo dưỡng nè, để vệ sinh nồi, thì những anh thợ sẽ báo lại cho các bạn tình trạng của bộ nồi của chúng ta cần phải thay thế những gì. Thì ở tại ngăn tủ này sẽ có tất cả các phụ tùng chính hãng để thuận tiện cho việc thay thế, chúng ta không cần phải order và đợi chờ mua hàng lâu. Tất cả đều có tại đây.
đó, như là những cái dòng, những cái cao su trượt nhỏ nhỏ như thế này đó. Các bạn chịu khó coi dùm Vinh nha, Vinh không thể nào mà xé bọc được. À đây, những cái cao su trượt nhỏ như thế này mà còn có được thì huống chi tới những cái chi tiết lớn bên trong của bộ nồi, tất cả đều sẽ có tại shop hai bánh. Rồi, tiện thể nói về những linh kiện bên trong nồi rồi, bây giờ Vinh sẽ giới thiệu cho các bạn về nhớt cũng như vỏ chúng ta có thể sử dụng được cho cái dòng xe SH. Đối với dòng xe SH, đây là một dòng xe của hãng Honda, thì Honda khuyến cáo người dùng là sử dụng với cấp nhớt là 30. Thì đối với cấp nhớt này, để Vinh xem có những cái dòng nào. À, đây, Liwi 5W30, đặc tính của nhớt sẽ là giúp động cơ mình được mát mái. Đối với những bạn nào mà thích động cơ mình được bốc mạnh mẽ hơn thì chúng ta có thể sử dụng dòng Repsol sẽ hội tụ những cái yếu tố đó. Tuy nhiên thì theo như Vinh nhận thấy thì với cấp nhớt 30 này chúng ta chỉ có thể sử dụng cho nhu cầu đi lại trong quãng đường ngắn nè, đi lại trong nội ô thành phố thôi. Còn nếu như chúng ta thường xuyên đi lại giữa nội ô thành phố và đường trường thì chúng ta nên sử dụng cấp nhớt, đó là chính là 40. Thì ở cấp nhớt 40 thì có những cái dòng như là Repsol luôn đi. Đó, 5W40. Hoặc là Liwi Moly cũng có một cái dòng là 5W40 luôn. Và đây là những cái bình 1 lít. Nếu mà sử dụng cho những dòng xe SH Việt Nam á, thì chúng ta có thể sẽ dư ra được 200ml. Thì sau khoảng 3-4 lần thay nhớt thì chúng ta sẽ dư ra một cái lần thay nhớt. Còn đối với dòng xe của SH Ý thì với dung tích 1 lít này là vừa đủ dành cho xe luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực vỏ. Và đối với vỏ dành cho dòng xe SH thì ở cái dòng cao cấp thì có những cái thương hiệu như là Michelin nè, Michelin và Pirelli. Đây là những cái dòng vỏ sẽ đem lại độ bám đường cao và hạn chế tình trạng an ninh rất là tốt cho cái phần vỏ xe của chúng ta. Còn đối với dòng tầm trung thì sao nè, thì có thương hiệu là Dunlop nè và Abira nè. Đây là những cái dòng vỏ tầm trung với kiểu dáng gai thể thao rất là đẹp và độ bền của dòng vỏ này cũng rất là cao. Còn đối với cái phân khúc bình dân thì hiện tại bên shop hai bánh ở phân khúc bình dân dành cho dòng xe SH á, thì chỉ có duy nhất một cái thương hiệu, đó là CMI. Đây là một cái thương hiệu nhỏ của Camel với kiểu dáng gai là New Jean, phù hợp với những anh em nào mà thích phong cách thay vỏ rồi nhưng mà muốn giữ được cái form jean cho chiếc xe SH của mình thì chúng ta có thể hướng tới size vỏ đó. Còn đối với những cái bản mâm như là 17 nè hoặc là 16 thì 14 thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Rồi, nếu như các bạn có câu hỏi gì dành cho Vinh thì hãy comment bên dưới. Nếu mua hàng trực tiếp thì đến với shop hai bánh. Thì mua hàng online và muốn được tư vấn thì liên hệ với số hotline là 0938 820202. Shop có nhận ship code dành cho những anh em ở tỉnh luôn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.